cá tính và nổi bật với bộ sưu tập bật lửa sắc đá Zero, mẫu bật lửa bán chạy nhất hiện nay tại bậtlửahoangia.com. Bật lửa sắc đá Zero được nhập khẩu chính hãng từ Hồng Kông với kiểu dáng classic cổ điển và họa tiết đầy cá tính. Sản phẩm được phủ sơn tĩnh điện cao cấp giúp mang lại màu sắc tươi tắn, có độ bóng mịn tuyệt đối và không hề bị bào mòn theo thời gian. Sản phẩm bật lửa Zero tại bậtlửahoangia.com được bán với tiêu chí 4-0, không sợ nước. Không sợ gió, không chảy xước, không bay hơi xăng, không bóp méo khi va đập. Bật lửa Zero được chế tác bằng đồng nguyên chất với độ tỉ mỉ, tinh xảo cao. Sơn bật lửa được làm từ thép không gỉ, bền bỉ theo thời gian. Nắp sản phẩm khít hoàn toàn so với thân, không bị sao le khi đóng nắp, bản lề thẳng hàng và chỉ chu. Các chi tiết các trên bật lửa sắc sảo, ngay ngắn và rõ nét. Bật lửa cho thời gian sử dụng lên tới 10 ngày sau mỗi lần nạp xăng. Mẫu bật lửa mèo cầm tẩu và mèo ngậm kẹo sử dụng họa tiết mèo kẹo và mèo may mắn là biểu tượng cho lòng tốt, sự kiên trì, nhân đại, biết suy trước tính sau trước khi làm bất kỳ một việc gì đó. Mẫu kỳ lân đen với họa tiết kỳ lân mang ý nghĩa cho sức mạnh, sự dũng cảm, khát vọng cao, ý thức cạnh tranh, phúc lợi và quyết tâm. Sản phẩm mang lại niềm vui, sự cá tính và may mắn cho người sử dụng là món quà tuyệt vời dành cho bạn bè, đồng nghiệp hay là người thân. Hiện bộ sưu tập bật lửa sắc đá Zero được bán độc quyền tại bậtlửahoangia.com với ưu đãi siêu khủng, giảm từ 640.000 đồng chỉ còn 350.000 đồng dành cho 100 khách hàng đầu tiên. Ngoài ra, khi mua sản phẩm bạn sẽ được free ship và tặng ngay một vỉ đá chính hãng trị giá 30.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành lên tới 5 năm, đổi mới trong vòng 7 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đặt mua ngay sản phẩm tại bậtlửahoangia.com bằng cách để lại comment, inbox hoặc gọi trực tiếp tới số hotline của chúng tôi 0977 495 865. Bật lửa Hoàng Gia, bật lửa chất, đẳng cấp đá đồng.